Xin kính chào các bác. Mấy hôm trước tôi có giới thiệu với các bác mấy cái bình đời Khang Hy tại cái phòng trưng bày quốc gia, nó được đặt tại bang Victoria của nước Úc. Mấy cái bình khá cao cấp này, mà các bác đã nhìn thấy tôi giới thiệu trên Facebook phải không ạ? Thì hôm nay xin giới thiệu với các bác một cái bình mới, cũng vừa để khoe với các bác, cũng đồng thời mà muốn xin hỏi ý kiến bác nào biết có thể giới thiệu giúp, là những cái họa tiết ở đây này thì nó có ý nghĩa như thế nào. Và tôi chưa 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 hiểu cái đề tài trang trí của họ, cái họa tiết của họ. Thì bây giờ các bác quay trở lại chủ đề chính, thì cái bình này á, nó cũng không cao lắm, mà ở đây nó các bác nhìn thấy nó có một cái phần người ta đã sửa lại trên miệng bình, các bác nhìn thấy rõ không ạ? Đấy, người ta vẽ lại cái nó khá là thô, có một đoạn nhỏ trên miệng. Còn về tình trạng cái bình này nó khá là toàn lành. Và bây giờ tôi sẽ để cận cảnh hơn để các bác cùng nhìn cái phần nước men và cái màu tràm đặc trưng đời Khang Hy các bác nhé. Đó. Vẽ rất sắc nét phải không các bác? Đó. Và bây giờ thì nói đến đời Khang Hy thì chúng ta hãy cùng nghiên cứu cái chôn đế của nó. Cái này nó hiệu đề là Double Circle các bác nhé. Các bác cùng nghiên cứu kỹ nào cái phần chôn đế của nó. Đúng như chôn đế đặc trưng đời Khang Hy phải không các bác? Các bác cùng nhìn lại. Ở đây tôi nhận ra đây là có cái song ngư phải không ạ? Và các cái này nên như các cái họa tiết này tôi có cảm giác như nó giống như ở bên các biểu tượng của đạo Phật, không chắc chắn lắm. Ở đây cái phần miệng bình người ta sửa đây các bác. Bác nào biết về cái họa tiết này làm ơn cho tôi biết nha. Và xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.